Tôi không ngờ là tôi đại gia vậy luôn hả? Gia quá nhiều chứ tiền không có. Từ từ có tiền em. Gấp quá. Nó là bán chè hả vậy? Bán chè. Ngon ạ, ăn cũng được ạ. Người mua về. Giờ bà chị đó rồi bà bắn tặng nhiên chứ. Mới bắn. Bắn chắc mắt. Không, chị này bắn bán rẻ à. Nó tính một á. Nhiều tính tính nguyên cái mặt. Tính bác sĩ. Đừng nhúc nhích nha em. Mình còn thân nha, cục vàng. Không, cái đó nhẹ hơn nè. Nó dữ dằn luôn mà. Nó mãi không. Mà đâu trước lấy một cục rồi sao giờ còn cục nữa, nó ghê á. Không, từ từ nó đẩy ra hết cái quặm nó mới được. Của em nó còn quặm cái móng giống như nó dày chỗ đó đó. Bữa nay mấy ca quét cũng không. Em cứ tưởng nó là da mà xương xương thôi. Em nói ngồi nó khóe tới lắm. Thốn chứ. Nghĩa là xuyên nhẹ tay hết mất rồi đó. Cá trâu bò nãy đâu rồi ta? Lọt cái gì à? Đem về cho bà ngoại coi, bà ngoại bà chửi. Vừa giấy vừa đưa trước mặt tao. Bà ngoại nó xin mày làm neo cho tao đi, nó không có cái kiểm không có làm được. Bất kêu cắt lưỡi làm nó, trời ơi trời thôi. Trời đất ơi. Tôi khúc này cẩn lộn là chán không. Ôi đau. Sao rồi lại đau chứ trời. Lần trước là không hề hống với em luôn á. Hay là lần trước em tê quá rồi. Giống như là nhiều năm quá á, nó tê á. Lần trước là không nghe đau gì luôn á, vậy hơi bị đỏ đỏ thôi nha. Mà em nói chị em đi nước sạch mà không đau miếng nào luôn. Mà lần này sẽ tao. Lần trước cao cục nào mấy nhát lên mũi chết liền không đau. Giống như là em tê nhiều năm quá nó không có lấy ra được, còn cục chiến này bây giờ nó da non nhiều á. Không, mà lần trước thật sự là không đau luôn á. Có một chị kia bà nói á, bà cũng mất Cà Mau nữa, nhưng đọc chúng em á, nói bữa nào á về đi ra tiệm bà này làm. Bên đây bị nhớ. Bên đây nha.
cái món trang nó không nhận nó cuộn ha. Giật giật cục thịt luôn hả? Nhiều ca em thấy chị bồ cộng dây thun vô là sao vậy? Nó sưng quá. Nó sưng rồi mình phải cột cho người ta đỡ tê, đỡ đau á, nó tê á. Trời trời đơn giản, nhưng không lấy đúc kỹ thuật, không có đồ nghề nó không ra. Chứ không phải dễ lấy đâu. Người thợ cũng phải kiên trì dữ lắm. Đổi hướng tùm lum ta lã mới lấy được chứ đơn giản mà. Lâu lắm luôn á. Lâu chứ em. Tôi nói là tiền là xứng đáng. Nhiều thợ người ta cắt ẩu chịu. Giống như là mình quen cái phong cách vậy rồi mình cắt ẩu chịu đâu có nổi. Đam mê mà. Chứ một ngày cắt da không được nhiêu tiền đó. Cắt da nếu mà em nói cắt da luôn á. Nhờ nhiều mình tưởng ta cắt da thôi những cái đó thôi. Tay chân là 50 có nhiều. Em giờ em bỏ sơn luôn rồi, nước sơn nói chung em cũng lần nó ra. Nhã vàng nha. Đúng rồi, đúng rồi. Một tháng trả tiền cho chị này quay clip là bao nhiêu vậy? Hả? Lực lượng phòng hậu nè. Cho ẩm em trừ. Được giọng, ẩm em bé. Không nghe giọng chị Trang cũng hỏi. Kiếm hả? Kiếm. Thì mới được. Đó, em vẫn cảm thấy cái đó nó còn gì. Đây. Nó vẫn còn cái gì đó đục đục ở trong đó. Nó nè. Đó. Nó còn hoài gì. Nó còn đục đục ở trong. Cao của sự lấy khóe là không có thể nói. Không, sắp rồi. Sắp rồi. Đừng nhắc. Nó chơi cho nhầm ca cũng phải chảy nó. Nó phải chảy nó. Không, trừ khi cái đó là hiếm lắm. Nó khó, nhầm ca khó lắm chứ. Như vậy nó bị mủ. Nó bị chảy máu thôi chứ nếu mà bình thường mà nhầm khi nhầm ca mủ nó cũng không chảy máu nha. Nhầm ca có nổi mủ nhưng nó không chảy máu nha. Nó ngồi gì đó. Trời ơi, Xuyên lấy kỹ dữ lắm, nhưng mà cứ nhầm ca nó chảy máu là con phải chịu quá.
quá sức của bác sĩ. Tình hình nếu không có dịch thì nó sẽ theo bình thường. Sợ dịch gì bùm lên hết trơn. Gõ trơn ở Sài Gòn nó đẩy sáng rồi. Cái đợt này nặng quá. Đợt này có người chết mà. Đã dịch bệnh thì em nói thiệt với mình đang khổ mà. Người mà hai chân mà không bỏ chân nào được luôn. Ôi trời. Nó giận nó hốt hết trơn. Đúng là... đúng. Là ôm tiền mà. Không có chân nào mà dịch. Nói chung là nó dành hốt hụ như hơn dịch cô hồn bỏ trên trời không á. Đúng đúng. Nói chuyện tiếp đi chị ơi, nói chuyện tiếp đi. Cái này rảnh chứ không ra. Rồi nhìn cái trang được hết. Ừ hết rồi đó.